Nhà trọ địa ngục, quyển 17, chương 3, Minh Vương. Đầu tiên, trên xe buýt, Thường Quang Miên mở bức họa ra nói một câu. Trước hết, nên điều tra sự tình về bức họa. Năm bức họa này phải chăng có tác giả, còn có những người trong bức vẽ là nhân vật có thật trong lịch sử. Cái này... An Tuyết Lệ ngồi bên cạnh nàng nhìn bức họa nói. Nếu như là bức họa của danh gia, rất có thể lưu lại con dấu các loại gì đó. Bất quá ta đối với quốc họa không có nghiên cứu, cũng chẳng có thể nói thêm gì. Bất quá bức họa này vẽ rất tốt. Khâu Phi Phạm mở miệng nói. Thật sự vẽ rất tốt, nhưng nhà trọ muốn chúng ta mang theo nó đến tột cùng là có ý gì đây? Trong lòng mọi người đều có một suy đoán khủng bố. Chẳng lẽ nữ nhân bên trong bức họa này chính là quỷ hồn? Không nên đưa ra kết luận nhanh như vậy. An Tuyết Lệ phản bác. Chưa hẳn đã là như thế. Dù sao, nếu điều đó là thật, chẳng phải chúng ta muốn trốn cũng không trốn được sao? Thật sự là quá mức nguy hiểm. Cái này không ăn khớp với quy tắc độ khó huyết tự mà Lý Ẩn lầu trưởng đã từng nói. Hiện tại cứ cách 2 ngày, trong nhà trọ sẽ mở một hội nghị, nghiên cứu và thảo luận phương án ứng phó với huyết tự, cùng với phụ đạo tâm lý cho chủ hộ. Đối với vài nội dung, Lý Ẩn nhiều lần đã cường điệu, chủ hộ đã từng bước nắm rõ. Nếu nói như thế, mọi người lại càng thêm khó xác định, đến cùng thì xảy ra chuyện gì đây? Trầm Tư nhìn bức tranh thủy mặc thật lâu, nhưng điều không có đầu mối. Cứ tiếp tục phát triển như vậy, không hiểu sẽ phát sinh ra sao. Ít nhất thì chủ hộ vững tin huyết từ này có độ khó tuyệt đối không phải là của lần đầu. Huyết từ lần trước tại Nhật Bản, mọi người đã lĩnh giáo đủ. Lúc này, tới cuối cùng sẽ phát triển ra sao, không ai đoán trước được. Thường Quang Miên cuộn tròn bức họa lại cất vào trong hộp, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. Bốn chủ hộ khác cũng bắt đầu lâm vào trầm mặc. Mà khoảng cách nằm dậy ghê phía trước chủ hộ, Sở Di Chân và Lâm Tâm Hồ đang ngồi đó. Hai người trong tay cầm một tờ giấy. Thật không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng còn bảo tồn cho tới bây giờ. Tờ giấy hoàn toàn không hề có vết ố vàng. Lâm Tâm Hồ kinh ngạc lại khá khó hiểu. Nhưng mà địa điểm ghi trên tờ giấy này là ở đâu? Người viết nhật ký có phải là đang đùa với ngươi hay không? Ta không rõ. Di Chân cầm trang giấy nhìn thật lâu, sau đó gấp lại nói. Ta đến cùng có thể đi tìm được Di Thiên hay không đây? Đúng lúc này, ghế ngồi gần với tài xế có một nam nhân ngoại quốc, đầu trọc, đeo kính đen, đột nhiên đứng lên. Hắn ta đi tới phía trước xe, đem bàn tay thò vào trong túi áo, nhanh chóng rút ra một khẩu súng. Mũi súng chỉ ngay vào Thượng Quan Miên ngồi cuối xe buýt. Thủy Mỹ Nhân, nam nhân ngoại quốc đầu trọc mỉm cười nói. Tuy người đeo mặt nạ làm ta suýt chút không nhận ra, bất quá tiếng nói của người vẫn không thay đổi à. Nói được một nửa, ba cây kim nhanh chóng bắn về phía hắn, nhưng hắn đơn giản phun tay đã nắm được ba cây kim. Hơi thở phát triển quá mức đột ngột, các hành khách sợ tới mức kêu to, tài xế sắc mặt cũng trắng bệch. Lúc này lại có thêm vài tên ngoại quốc đứng lên chạy về phía trước. Một tên dí súng vào đầu tài xế nói, tiếp tục lái xe, dám nhiều lời ta lấy mạng người. Mà vừa rồi bọn người An Tuyết Lệ nhìn thấy rất rõ ràng là Thượng Quang Miên ném ra những cây kim kia. Người là ai? Thượng Quang Miên đeo mặt nạ đứng lên, lạnh lùng nhìn nam nhân đầu trọc nói. Gia tộc Eli khắc song phái tới, hay là đàn tán của Đọa Thiên Sứ? Đọa Thiên Sứ? Nam nhân đầu trọc cười dữ tợn một tiếng. Cái loại tổ chức đó cũng xứng để sai sử ta. Nếu không phải gia tộc Eli khắc sầm mở ra điều kiện quá mức mê người, ta căn bản chẳng muốn ra tay đối phó với người. Người có thể chết trong tay của Minh Vương
Lopos cũng nên cảm thấy vinh hạnh nè. Minh Vương, danh hào này vừa đưa ra, đôi mắt Thượng Quan Miên hiện lên một vẻ khó tin. Minh Vương trong giới sát thủ có thể nói là nhân vật đỉnh phong, đứng trên đỉnh kim tự tháp, là một siêu cấp sát thủ xuất thân từ Đông Âu, cùng với tử thần đều là người độc hành, thù lao hắn thu cao đến kinh người. Nhưng một khi xuất thân, mục tiêu khẳng định chết. Chỉ cần bị Minh Vương phát tới thông báo tử vong thì không ai có thể thoát chết. Thông báo tử vong viết rất rõ ràng thời gian mục tiêu tử vong, mà cho đến nay chưa có người nào chết sớm hơn hay là muộn hơn thời gian đã đưa ra. Có thể nói hắn là đệ nhất sát thủ trong thế giới ngầm châu Âu. Sau đó Minh Vương Lobos tiện tay ném một phong thư màu đen về phía Thượng Quan Miên. Nàng nhanh tay tiếp được. Thượng Quan Miên xé mở phong thư, bên trong có một tấm thiệp màu đen. Căn cứ vào phong thư này, sau 5 tiếng đồng hồ nữa sẽ lấy tính mệnh người. Lúc này, mấy nam nhân ngoại quốc còn lại đang dùng súng bức bách hành khách giao ra điện thoại phòng ngừa bọn hắn báo cảnh sát. 5 tiếng đồng hồ, Thượng Quan Miên lạnh lùng nói. Trong 5 tiếng đồng hồ này, người sẽ không giết ta. Minh Vương luôn tuân thủ lời hứa, đã thông báo thời gian tử vong thì sẽ không ra tay sớm hơn hay muộn hơn. Trong xe buýt này 5 tiếng đồng hồ, người có thể tùy ý công kích ta, ta tuyệt đối sẽ không giết người. Cho dù tổn thương người cũng không nằm trong phạm vi chết. Đương nhiên, ngươi có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào, ngay cả bom cũng được, chỉ cần ngươi không thèm để ý đến sinh tử của những người trên xe này. Như thế nào? Đương nhiên, ngươi muốn chạy trốn là điều không thể nào. Ngươi có thể chạy thoát trên tay ta còn chưa có sinh ra. Hắn dùng tiếng Anh để nói, nhưng An Tuyết Lệ cũng nghe hiểu được đôi chút. An Tuyết Lệ và 4 người khác không dám mở miệng nói chuyện. Bằng không chỉ sợ chưa về tới nhà trọ đã sớm chết trên tay của lũ ngoại quốc này. Minh Vương tiên sinh, một nam tử ngoại quốc cầm súng đi tới bên cạnh Minh Vương nói. Ngươi thật muốn cho nàng ta 5 tiếng đồng hồ? Đương nhiên. Các ngươi để tài xế lái xe đi xung quanh thành phố 5 tiếng đồng hồ. 5 tiếng đồng hồ sau ta sẽ tự thân giết nàng. Dùng xe buýt này làm quan tài cho ngươi rất thích hợp, Thủy Mỹ Nhân. Vốn nghĩ phải giải quyết ngươi ở nơi yên lặng, nhưng mà dường như ngươi đang muốn tới khu trung tâm. Ở nơi đó ra tài cũng có chút phiền toái. Mà lúc này, Di Chân cùng Lâm Tâm Hồ đang run rẩy giao điện thoại cho một người ngoại quốc. Tổng số người ngoại quốc cầm súng là 6 người, còn nam tử đầu trọc kia rõ ràng chính là người cầm đầu. Di Chân, Lâm Tâm Hồ hạ giọng. Chúng ta sẽ chết à? Không biết. Di Chân trong lòng cũng hoảng sợ. Xem tình huống đi, bọn hắn dường như hướng về nữ nhân phía sau kia mà tới. Thượng Quan Miên đem cái hộp để bức tranh thủy mặc bỏ vào trong ba lô sau lưng. 5 tiếng đồng hồ. Trong đoạn thời gian này, tuyệt đối không giết ta. Thanh âm của nàng ngày càng lạnh, một chữ cuối xuất hiện khỏi miệng nàng liền rút ra một khẩu súng hướng về phía Minh Vương bóp cò. Trong xe buýt, không gian trốn tránh có hạn, hơn nữa Thượng Quan Miên bắn ra phát súng thứ nhất liền bắn ra phát súng thứ hai. Mà Minh Vương trong nháy mắt, khẩu súng xuất ra đã tính toán tốt phương vị. Thân thể giống như u linh lập tức né tránh, sau đó phóng nhanh về phía Thượng Quan Miên, lăng không đá một cước trúng cổ tay của Thượng Quan Miên. Thân thể nàng bị hất văng vào lan can xe. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, không còn gì hơn cái này sao? Minh Vương nói xong liền buông chân xuống. Đừng gấp gáp như vậy, ta cho ngươi 5 tiếng đồng hồ, cứ từ từ. Nói dứt lời, Thượng Quan Miên lập tức nâng bàn tay cầm súng. Minh Vương bắt được cổ tay nàng bẻ gập lại. Thượng Quan Miên kêu thảm một tiếng, tóc nàng bị Minh Vương túm lấy, hung hăng ấn xuống sàn xe. Ai nha, không phải bảo ngươi chuẩn bị một chút sao?
vừa mới bắt đầu. Tay phải đã bị ta bẻ gãy, cái này không phải rất tệ sao? Lực lượng của Minh Vương rất khủng bố. Lúc trước, cho dù đối mặt với Kim Nhãn Ác Mà, Thường Quang Miên cũng có lực đánh một trận. Thế nhưng hôm nay lại bị Minh Vương áp chế đến nước này. Danh sừng đệ nhất sát thủ châu Âu quả nhiên không phải nói chơi. Lúc này, Thường Quang Miên lại nâng tay trái lên. Lập tức xuất hiện một khẩu súng nhắm ngay đầu của Minh Vương. Còn chưa kịp nổ súng, bàn tay Minh Vương nhanh chóng nắm lấy nòng súng, bẻ cong. Viên đạn bắn lên trên sàn nhà. Quá trình này chỉ diễn ra có vài giây. Bọn người An Tuyết Lệ, Khâu Phi Phạm nghẹn họng nhìn trân trối. Mà song phương đều sử dụng súng có gắn ống giảm thanh. Ở phía ngoài xe buýt không ai phát hiện được. Hơn nữa, hiện tại xe buýt cũng đang từng bước tiến vào khu trung tâm. Người này, An Tuyết Lệ lắp bắp nói. Không phải là quỷ hồn trong huyết tử đó chứ? Không biết. Lý Kiện Phi chợt nhớ tới cái gì, nhẹ nói. Ta hiện tại ngược lại hy vọng quỷ hồn xuất hiện, thu thập hết cái đám người này. Nhà trọ còn cho chúng ta xin lộ, thế nhưng thằng này chắc chắn là sẽ không. Rõ ràng, dùng tay bẻ cong nòng súng. Sức mạnh bậc này, hành khách nhìn thấy đều cảm giác thất kinh. Di Trần cùng Lâm Tâm Hồ cũng hít một hơi lạnh không thể tin được. Nhưng Thượng Quan Miên dưới tình huống tay phải bị thương, bỗng nhiên ngóc đầu lên, dùng lực đập vào ngực của Minh Vương, hai chân bay lên đá về phía hạ bộ của đối phương. Chiêu thức ấy tuy âm độc, nhưng mà đối với nam tính lại là chiêu trăm phát trăm trúng. Dưới tình huống, nàng làm ra một loạt động tác, lạnh nị trên mặt của Minh Vương lại càng lớn. Hai tay hắn túm lấy hai chân của Thượng Quang Miên, nâng cả người nàng quay một vòng, ném về phía sau xe. Thân thể Thượng Quang Miên bị ném tới phía sau xe buýt, đụng phải một thanh niên mới dừng lại. Hiện tại, nàng đã minh bạch, bản thân không phải là đối thủ của Minh Vương. Một bước bay lên muốn lao ra khỏi xe buýt, nhưng một cánh tay hữu lực túm lấy cổ nàng, sau đó đem nàng nện xuống mặt đất, một chân dẫm lên lồng ngực. Ta nói rồi, mục tiêu ta nhìn chằm chằm vào, không người nào có thể sống. Nếu không phải ta đã phát đi thông báo tử vong, ngươi bây giờ thật sự phải đi gặp Minh Vương rồi. Trên trán Thượng Quan Miên chảy máu, bàn chân nặng nề dẫm lên trên lồng ngực của nàng, làm nàng không thể ngồi dậy. Tốt rồi, 5 tiếng đồng hồ rất dài, chậm chậm nghỉ ngơi đi, hưởng thụ một chút thời gian nhân sinh cuối cùng đi thôi. Sau đó, hắn liền dời bước về chỗ cũ, thậm chí đưa lưng mình về phía Thượng Quan Miên. Cử động khinh thị bực này nói rõ hắn hoàn toàn không đem Thượng Quan Miên để vào mắt. Thượng Quan Miên đứng lên, một tay bắt lấy lan can, nhìn Minh Vương lộ boss trước mặt. Tình huống hiện tại cho thấy nàng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cơ hội cũng chỉ có trong quá trình chấp hành huyết tự chỉ thị. Một khi quỷ hồn hiện thân, như vậy ngay cả Minh Vương cũng không có cơ hội sống sót. Đột nhiên, này, các ngươi như thế nào lấy ôm mấy cái hộp hình chữ nhật? Một nam tử ngoại quốc dùng súng chỉa vào bốn người của An Tuyết Lệ, nói: các ngươi là đồng lõa của Thủy Mỹ Nhân à? Đây chẳng lẽ là thứ gì rất trọng yếu? Có phải bom hay không? Một người bên cạnh vội vàng nói: nếu là bom mà nói, đừng cầm súng chỉa vào à. Người đưa cái hộp cho ta. Nam nhân ngoại quốc kia không kiên nhẫn, dùng chút tiếng Trung sức sẹo nói: nếu không ta lập tức giết người. Người bị hắn chĩa súng vào chính là An Tuyết Lệ. Này, đồ vật bên trong rất quan trọng. An Tuyết Lệ vội vàng lắc đầu: bên trong chỉ là một bức họa mà thôi, không có bom, các người xem. Nàng vừa muốn mở cái hộp ra lại bị nam nhân kia cho một bạt tay, nổi giận mắng: bắt nó cho ta, người muốn chết phải không? An Tuyết Lệ lập tức chuyên ánh mắt cầu cứu về Thượng Quang Miên, nhưng lúc này bản thân nàng ta còn khó bảo toàn, sao có thể quan tâm tới nàng. Cầu ngươi đừng lấy đi thứ này, nó rất quan trọng với ta.
Minh Vương bỗng mở miệng. Các ngươi như thế nào lại lề mề như vậy? Dù sao súng cũng có ống giảm thanh. Trên đường, nơi này cũng đã ít xe qua lại. Bốn người này đều giết đi cho rồi. Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết bên trong là cái gì sao? Những lời này dùng tiếng Anh để nói. Di Chân đã từng ra nước ngoài, đương nhiên nghe hiểu. Nàng nghe được câu này, lập tức đứng lên dùng tiếng Anh lưu loát nói. Dừng tay. Người đang định nổ súng cũng ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nhìn Di Chân đứng lên. Minh Vương chậm rãi bước về phía Di Chân, ghé sát vào gương mặt nàng mở miệng. À, vị tiểu thư này, người có tư cách gì ra lệnh cho người của ta dừng tay? An Tuyết Lệ lúc này đã sợ tới mức mềm nhũn, đột nhiên cái hộp trên tay rớt xuống, cái nắp bật ra, làm bức tranh bên trong rơi ra ngoài, chậm rãi hé mở. Nam nhân ngoại quốc nhặt bức tranh lên xem xét, nhưng lại sững sờ. Bức tranh vẽ một nữ tử đang ở trong một tòa lầu cát, nhưng điều khiến người ta kỳ quái chính là trên trán nữ tử này có một vết rách rất rõ ràng, tổng thể gương mặt lộ ra một vẻ đáng sợ. An Tuyết Lệ lập tức bắt lấy bức họa, nàng cũng đã nhìn thấy vết rách kia. Nàng rất vững tin, lúc trước nữ tử này trên trán vốn không hề có vết rách.